trời ơi, chết tôi rồi. Ơi Thảo ơi, khờ ơi khờ ơi, ai trời, khờ ơi, chạy đi mua một ông gì đi. Thôi ơi, ơi, vô nó nghe. Trời đất ơi, ngồi xuống, bà xuống. Sẵn có con mua giùm, chạy ra tiệm mua giùm chú. Liều thuốc coi nó nhất quá. Hả? À, ừ, thì mua thuốc uống đi. Cái gì? Cái gì vậy? Mày ăn ớt hả? Chứ bị gì? Ngủ. Rồi, biết rồi. Biết rồi. Mày ngủ nào lấy đồ chọi mày phải không? Chứ sao? Mẹ. Thì biết rồi ngủ. Nè con, này, thôi. Con nhỏ này sẵn mày diễn tả cho nó nghe con nè. Con thông dịch cái ngoại ngữ của con này cho ông nghe, ông hiểu gì hết. Ngủ. Rồi tiếp đi. Rồi nó cười lại nó hiểu rồi. Rồi tiếp đi. Rồi. Rồi, nó hiểu rồi. Nó cười, rồi vậy. Im đi nha. Nói ông nghe coi, nó muốn gì? Không biết. Không hiểu. Sao mày cười? Thấy vui. Có mày nói được đó. Là sao? Có nghĩa là bê. Mày ngủ. Cây nó bay. Bụi. Nhánh cây nó đâm vô họng mày. Ngu. Cái gì tao không hiểu mày giết tao. Hey, mày ngu. Có nghĩa là mày tức mày nói được. Mày nói coi. Trúng gió. Mày nói vậy trong đầu đi. Ngủ mày trúng gió. Bây giờ con muốn cái gì? Hiểu rồi. Đi chùa. Chùa đó mà chùa. Nói lại hai ông mình á. Còn á, vô trọng lấy miếng giấy đem ra đây cho nó viết. Rồi mình lấy mình đi mua. Đi. Đợi chút có liền luôn á. Lại gì? Lại sao? Thì nó lấy ra nó đưa lấy giấy bà ơi. Cái này giấy mày hả? Giấy gì? Rồi mày đem ra mày để đây luôn mày đem vô biết. Chi? Nói không rõ ai mà biết. Trời ở chung con nhỏ này viết bị khùng quá ta. Nó nghe thì ly nước. Trời. Tao kêu mày lấy giấy viết. Dạ. Viết đi. Viết đi. Anh kia mày viết đi. Anh muốn gì đây viết vô đi. Mày viết người ta mới biết đường mua, mày không viết mày biểu cái gì? Viết đi mày, tao viết là chuyện bình thường mày của mày á, mày viết đi. Bị cái gì? Không biết chữ luôn nội ơi. Không gì học. Không biết chữ thì nói không biết chữ, hồi nãy giờ tao cứ để không biết chữ đi. Uống trời mệt mày. Tao biết rồi. Hiểu rồi. Rồi. Có nghĩa là bị á khẩu đúng không? Gì thì nói đại nãy giờ tao giết cho. Dạ. Biết rồi im đi. Không giết mà ông ơi. Tao cũng đâu biết chữ. Bây giờ sao? Con ra con nói đại đi. Mua thuốc. Dặn kỹ nè. Ông bị khớp cái chân. Thằng này bị á khẩu không nói được, hiểu chưa? Vô đọc. Hiểu rồi. Dẹt à. Anh này á là bị khớp cái chân. Ông á là bị á khẩu. Dẹt. Còn mày thì bị khùng. Dạ. Ông bị cái chân.
Thằng này bị ác khẩu. Nhớ rồi, thằng này á là bị ác khẩu. Thằng này, thằng cha mày cầm tiền, nhớ kỹ. Dạ. Ưng ưng giờ ướt là mệt quá. Nhớ khẩu lấy như đây đâu. Ông đau cái chân. Nhớ rồi. Thằng này ác khẩu. Nhớ. Đi đi. Ở nhà mà chung với nhỏ này dễ bị điên lắm á ta. Tết nhất mà cũng buồn mày. Bển giờ sao rồi? Má mày khỏe không? Vợ mày làm ăn sao rồi? Bởi vậy lâu lâu hàng xóm lâu gặp nhau nói chuyện. Cái vụ bữa hổm má mày á, mày lắm. Thiệt, tao nói láo con mày nhìn tao cái gì? Nói đi. Không nói. Quên. Tao quên. Tao nhớ vụ má mày tao quên. Ê. Cái vụ này vui lắm nè. Thiệt á. Điều không? Kể lộn chơi nè. Thấy không? Thấy không? Sao mày ăn tao được, giỡn ngoài mày. Ừ. Thôi, tao đâu có ngu. Vậy sao đánh mày? Còn thua bà Bảo nữa. Mày sao sao, nhớ không? Thôi, vậy đứng nè. Đi còn nổi mà đi, mỗi lần tao vô trong đó tao mệt lắm á. Lên, 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 lên không? Đáng đời. Mày chưa tức sao mày nói được hay vậy? Bữa giờ cái thằng thuốc 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 gì rồi, thuốc gì à, thuốc gì à, mày thấy không, nó vậy nó cũng giỏi lắm. Dạ, bộ giỏi lắm bộ. Uống đi, uống đi. Cái nào của tao, cái nào của nó, cái nào, cái như là cái màu cam này là của anh hai. Cái màu tím này là của tao. Của ông. Chứ còn ai nữa đây? Ừ. Không phải của con. Đúng không? Ừ. Không, bác sĩ có ghi cái giấy á. Ờ đó đã. Có ghi giấy. Thì đưa cái giấy đi ông câu. Có ghi giấy. Giấy đâu? Giấy. Giấy. Cái gì bà? Giấy mất tiêu rồi. Mất tiêu mà. Đúng rồi, nhớ. Đúng không? Anh hai. Ông. Đúng không? Màu tím ông. Uống đi. Được chưa? Được chưa? Uống đi. Đúng rồi. Tao nghĩ lắm nha. Một. Đúng mà. Hai. Ba. Ý. Kiếm ra cái tay bác sĩ gì rồi? Tao nó còn dính nữa, còn dính sao? Bác sĩ Duy nè. Rồi vô rồi. Thấy chưa? Đâu coi. Đúng rồi, rõ ràng mà, thấy chưa? Màu tím là của anh hai, màu được. Cam là của ông. Thấy chưa, con nhớ rõ ràng mà. Trời ơi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xe đôi cánh. Bướm bướm bay rồi ba dòng. Coi dạng chú ba. Chú ba ơi. Ý, anh hai. Làm gì đây? Chú ba rồi. Dạ ông đang ở trên lầu. Ông làm gì đây? Ông ngủ á, qua đó. Cái vụ mà ông uống lộn thuốc á. Thì xong rồi bây giờ ông nằm ông rên hự ở trển luôn á. Trời ơi, tội ông quá vậy. Ý. Hả? Hôm qua anh hai cũng uống lộn thuốc mà. Sao giờ anh hai nói được vậy? Tao không biết nữa, tự nhiên hồi ngủ tới sáng tao nói quá trời quá đất luôn. Vợ tao bực mình, nó cự người ta bỏ tao đi ra qua đây nè. Tụi ai hả? Ông xuống rồi, xuống rồi. Ủa? Trời. Sao đi rước tỉnh mới vậy? Nó bởi vậy. Nhảy lớn tuổi rồi, vậy có chứ sao vậy? Hồi tối tao ngủ sao tự nhiên sáng dậy nó hết nhức mày. Ủa trời ơi, cái gì vậy? Cả tháng nay tao đi bệnh viện tao trị, trời biết là bao nhiêu tiền. Tôi không ngủ tới sáng không nói được nè. Mà nó không hết, tự nhiên hồi qua con nhỏ rồi đưa uống thuốc, tự nhiên giờ tao hết đau mày. Ủa chết cha. Nhờ con á. Mình uống lộn thuốc. Ông uống thuốc con uống thuốc ông. Ủa sao tự nhiên bây giờ mình hết bệnh? Không biết. Kỳ ta.
Không lẽ kiểu này đau đau mà chữa bắt sao? Đó mà ở vậy. Bây giờ hai người phải lo trị bệnh cho con đi á. Rồi rồi. Ủa, nó bệnh gì? Ông sẽ lo cho con. Nó bệnh hồi nhỏ giờ nó dại 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 á. Đảng trí. Bởi... nhớ không nhớ gì hết á. Bởi vậy á, kỳ này á là hai người phải đưa con vô bệnh viện tâm thần á để khám á. Khỏi chi? Ừ. Trời ơi, đưa con vô tâm thần chi? Chứ đi đâu? Đưa vô bệnh viện tim mạch á. Ý vậy á con. Trân Thành xin chào quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Và không biết là quý vị và các bạn có bao giờ khi mà mình đang ngồi, mình tự nhiên mình đứng dậy, mình cảm thấy chóng mặt hay không mà. Đó là một câu hỏi mà rất nhiều những bệnh nhân hiện nay họ phát hiện mình bị thoái hóa cột sống cổ thường phải gặp phải. Và ngày hôm nay rất may là có bác sĩ Lương Lễ Hoàng ở đây để chia sẻ với chúng ta. À, thưa bác sĩ, như mà Trân Thành lúc này có nói đó, là nếu mà mình thay đổi tư thế đột ngột, đứng dậy bỗng nhiên chóng mặt chao đảo mà phát hiện ra mình bị thoái hóa cột sống cổ á, thì cái điều đó nó có đúng không bác sĩ? Và Thành thấy là có nhiều người họ chữa trị lâu lắm rồi, có thể là hàng ngày hàng tháng luôn mà họ không khỏi, là đó là vì sao ạ? Dạ. Trong cái thời buổi này những người làm việc ngồi lâu chẳng hạn thì khó mà ai mà có một cái cột sống cổ mà hoàn toàn đẹp như là trong hình sách y khoa. Dạ, đúng rồi. Như vậy thì cách mấy mình cũng phải bị mòn, bị dũa chỗ này chỗ kia một chút. Thì như vậy có câu hỏi là có liệu có phải cái chóng mặt là hậu quả của thoái hóa cột sống cổ hay không, hay đó là hai yếu tố đi cùng một lúc? Dạ đúng rồi. Vì vậy thì cái tiêu chí để mình biết rõ là mình có chóng mặt vì thoái hóa cột sống cổ hay không chính là cái kết quả của điều trị. Nếu một người đi điều trị ở hướng thoái hóa cột sống cổ bằng vật lý trị liệu, bằng thuốc, có nhiều việc kéo cả cột sống, sau một thời gian dài nhiều tháng mà không hết thì tôi cho là cái chẩn đoán đó không chính xác. Vì lý do đó bệnh nhân không nên theo đuổi một hướng điều trị theo một hướng chẩn đoán một cách quá định kiến như thế. Mà bên cạnh đó có nhiều yếu tố khác. Chẳng hạn người ta có thể chóng mặt vì bị viêm tai giữa, người ta có thể chóng mặt vì viêm xoang, người ta có thể chóng mặt vì lý do đau đầu do rối loạn vận mạch, và thường gặp hơn nữa. Hiện nay theo như thống kê mới vừa được thực hiện ở xứ mình đó, là người ta dễ bị chóng mặt, nhất là những người trẻ, những phụ nữ có huyết áp thấp, ngồi làm việc trước máy vi tính trong những văn phòng đóng kín, làm người ta bị tăng áp lực nội nhãn. Do đó cái áp lực của trong sau con mắt nó khác nhau, thì đưa tới tình trạng người ta chóng mặt mỗi khi người ta thay đổi tư thế. Người ta có thể bị đau sau óc, đến độ nghĩ người ta là thoái hóa cột sống cổ. Người ta có thể bị nhức đầu thì nghĩ người ta viêm xoang. Người ta có thể hồi hộp, nghĩ người ta rối loạn nhịp tim. Người ta có thể đổ mồ hôi ra thì nó rối loạn thần kinh giao cảm. Mà nguyên nhân là chính là đôi mắt. Nếu một người chữa bằng thuốc một thời gian nào đó lâu mà không thấy hài lòng, không thấy kết quả như mong muốn, thì điều quan trọng không phải là đổi thuốc. Yeah. Điều quan trọng là đổi thầy. Do đó phải đi tìm lại cái chẩn đoán coi nó chính xác hay không. Yeah, đúng rồi. Vì vậy nếu mình hiện nay mình có thể chóng mặt là thoái hóa cột sống cổ thì tôi cho là đó là một cái chẩn đoán thậm chí cường điệu và quá phiến diện. Và ngược lại thì thầy thuốc phía bệnh nhân đừng có một cái định kiến theo kiểu đó, nhưng thầy thuốc cũng phải có một cái tầm gọi là nhìn xa thấy rộng. Phải tầm soát nhiều bệnh. Ở đây mình đang có một cái tình trạng là trước bối cảnh quá tải là một, thì người ta hơi có khuynh hướng đi theo các chuyên khoa. Yeah. Ngay như giờ tôi chóng mặt, tôi đi đến chấn thương chỉnh hình, thấy thoái hóa cột sống cổ, tôi sẽ chữa thoái hóa cột sống cổ một thời gian. Nếu hết thì đúng, nhưng không hết thì có nghĩa là tôi bị bệnh khác. Và như vậy thì cái khéo hơn nữa là khi người ta chóng mặt sẽ không khám người ta theo hướng chỉ có thoái hóa cột sống cổ, mà phải tầm soát coi còn nguyên nhân nào khác hay không. Thì đó là chính là vấn đề cốt lõi của vấn đề. Chỗ đó là ở chỗ mình chữa, mà cả bệnh nhân lẫn không một ít, không ít thầy thuốc chữa bệnh với định kiến quá chủ quan. Dạ vâng, có nghĩa là cái chóng mặt nó sẽ xảy ra ở rất là nhiều cái căn bệnh khác nhau, mình phải chuẩn đoán cho nó kỹ lưỡng với bác sĩ hả? Như tôi vừa mới trình bày đó, cái công việc của một thầy thuốc nếu muốn có hiệu quả như mong muốn sẽ phải bắt đầu ở cái khâu chẩn đoán. Yeah. Để chẩn đoán sai thì sẽ kéo theo một chuỗi những điều không chính xác. Như vậy trở lại với trường hợp chóng mặt thì cái nếu gọi là mẹo giặt thì sẽ không có cái mẹo giặt nào để điều trị cái chứng chóng mặt cho bằng. Khi phát hiện ra nó thì cố gắng tìm rà soát lại nguyên nhân, mà có nhiều khi chính người bệnh cũng có thể tìm thấy. Chẳng hạn như trước đó tôi có cái tiền căn hay dễ bị viêm tay, hay chẳng hạn như tôi dễ bị hay bị đau, còn bị đang đau răng, nhiễm trùng trong dùm miệng, răng sâu, hay chẳng hạn như tôi...